Alo, mình bắt đầu nhá. Alo. Đó ạ. Đầu tiên là môn học này, robot công nghiệp. Nội dung của môn học thì gồm có mấy cái phần sau này của nhà cần các đầu tiên là các cái vấn đề cơ bản về robot. Cái này các bạn đã có tài liệu nhỉ? Chưa đúng không? Alo, Dạ chưa. chưa đúng không? Làm nào nhỉ? Thì mình gửi tài liệu trước cho các bạn xem. Thầy có tài liệu bản mềm thầy gửi trước cho bọn em cũng được ạ. Rồi đây rồi, mình gửi luôn. Từ từ để mình gửi cho các bạn trước rồi nhé. Các bạn xem. Có cái này rồi, có tài liệu. Mình đã up ở trên cái tài liệu lớp học rồi đấy. Các bạn vào các bạn xem thử này. Alo. Alo, alo. Mình đã up ở trên tài liệu lớp học rồi đấy. Alo. Các bạn vào xem nào. Alo, alo. Dạ vâng ạ, để em xem. Các bạn đào về nhé. Đào về đi, ngồi xem. Đào chưa? Thank you.
Các bạn đã có tài liệu chưa? Tao làm tài liệu chưa? Alo? Đã có rồi ạ. Có rồi đúng không? Bây giờ các bạn xem lại một tí đi. Xem một tí xong tí mình dậy. Các bạn khoảng 10 phút các bạn xem nha. Xem lại, xem cái tài liệu ấy từ cái phần chương 1 đi. Một tí mình vào.
Ok, các bạn có hết tài liệu chưa? Alo. Dạ có rồi ạ. Có rồi thì bắt đầu nha. Bây giờ các bạn cái tài liệu đấy các bạn có thể xem, thực ra thì xem trên này hoặc là xem ở ảnh được. Thì cái đầu tiên là robot này, robot ấy thì là phân loại thì theo tiêu chuẩn của APNOR Pháp ấy, thì robot là một cơ cấu chuyển đổi tự động có thể chương trình hóa hoặc lập lại các chương trình, tổng hợp các chương trình đặt ra trên các trục tọa độ, có khả năng định vị di chuyển. Bạn nào ấy nhà tắt cái mic đi. Alo. Chi tiết giao cụ gá lắp thì như phần cái phần trước ấy thì của các bạn ấy thì là các bạn đã học về cái máy CNC rồi đúng không? CNC thực ra nó cũng là một cái robot. Nhưng mà cái robot này thì mình học phần lớn là về cánh tay, tay máy của robot ấy, cái tay máy của robot. Thì cái tay máy của robot này thì nó cao hơn so với cả cái phần CNC. Thì CNC kia thì nó chỉ có ba trục chính là X, Y, Z trong cái không gian ấy, đúng không? Nó chỉ có hệ tọa độ đề các X, Y, Z là chính này. Thì sau đó nó có thể dựa trên những cái hệ tọa độ chính đấy mà nó có những cái tọa độ ví dụ song song hoặc là quay xung quanh cái trục X, Y, Z đấy. Nhưng ở cái tay máy này thì nó lại khác, tức là nó sẽ có rất nhiều các cái trục tọa độ. Cứ mỗi một cái khớp của nó là có một trục tọa độ, và cái trục tọa độ đấy nó không hẳn nó cũng là một hệ tọa độ, nhưng hệ tọa độ đấy nó lại bất kỳ, nó tùy theo cái khớp đấy mà nó sẽ chuyển động bất kỳ. Đây này, robot này theo cái tiêu chuẩn VDI này thì là của anh ấy, thì robot là một thiết bị có nhiều trục thực hiện các cái chuyển động có để chương trình hóa và nối ghép các chuyển động của chúng trong những khoảng cách tuyến tính hay phi tuyến của cái quá trình hoạt động ấy. Chúng được điều khiển bởi các bộ phận hợp nhất ghép kết nối với nhau và có khả năng học và nhớ các chương trình. Thì ở đây thì cái robot ở cái phần theo cái tiêu chuẩn VDI này thì nó rõ hơn này, đúng không? Cứ mỗi một khớp của một cái robot này thì nó sẽ có một cái trục, đúng không? Một cái trục, một cái hệ trục. Hệ trục đấy nó gắn ở trên cái khớp đấy. Và nó có nhiều hệ trục, chứ nó không phải chỉ có một cái hệ trục X, Y, Z như là đối với cả cái máy CNC đâu, mà nó rất nhiều hệ trục. Và thực hiện các cái chuyển động có một cái chương trình hóa đấy mà nó ghép nối lại với nhau. Thế còn robotics ấy, là một ngành khoa học và có nhiệm vụ nghiên cứu và thiết kế chế tạo robot và ứng dụng chúng trong các lĩnh vực hoạt động. Thì hoạt động khác nhau của xã hội loài người như nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, kinh tế, quốc phòng. Và cái robotics này thì bản chất cái robot ấy thì ngành chính của nó là ngành cơ khí. Cái robot cái robot này thì cái ngành cơ bản của nó là ngành cơ khí, sau đó rồi về đến điện rồi về đến điện tử và tin học. Thì là robot này là một ngành liên ngành gồm cơ khí, điện tử, kỹ thuật điều khiển và công nghệ thông tin này, đúng không? Nhưng mà cái ngành chính của nó ấy, cái mà tạo nên cái tay cái chân rồi cả thứ mà cái ngành cốt lõi của nó là ngành cơ khí. Cái robot công nghiệp này thì thông thường ấy thì người ta sẽ có mấy cái loại robot sau. Thứ nhất là robot về tay máy này, robot về tự hành, tức là robot nó như là cái xe tự hành nó chạy, và robot bay,
bay tự động ấy, đúng không? Nó bay ở trên trời thì nó có chia làm ba loại. Thì ở đây mình chỉ học cái phần về tay máy của robot ứng dụng ở trong công nghiệp thôi, đúng không? Thế còn những cái về xe tự hành và những cái lĩnh vực mà nó bay thì mình học. Thì những cái tay máy này được sử dụng trong công nghiệp và vì vậy được nhắc đến robot, người ta thường nói đến liên tưởng đến robot công nghiệp, đúng không? Thì ở đây thì các bạn thấy là trong các lĩnh vực như thế này này, có phun phủ sơn rồi các ứng dụng các vân vân. Thì cái robot công nghiệp này nó là gì? Nó là thiết bị vạn năng này, được tự động hóa theo chương trình và có thể lập trình lại để đáp ứng các kinh hoạt khéo léo các nhiệm vụ khác nhau. Còn được ứng dụng này. Thứ hai là được ứng dụng trong trường hợp mang tính công nghiệp đặc trưng như vận chuyển, xếp dỡ vật liệu, lắp ráp và đo lường. Thì các bạn biết rồi là trong cái robot này nó có một cái lợi là thứ nhất ý, là nó là một cái thiết bị vạn năng, đúng không? Và nó làm thì nó không phụ thuộc gì vào đến cái, không phụ thuộc vào cái tâm lý của con người khi mà mình làm ra một cái vật gì đấy, đúng không? Mình trong cái dây chuyền công nghiệp thì nó cứ thế nó làm rồi, theo chương trình. Và thứ hai là nó có cái đặc thù, tức là gì, nó thường là ví dụ như làm ở cái môi trường nó tương đối là độc hại hoặc là lắp ráp, dùng để lắp ráp xếp dỡ, tức là những cái rất là nặng nhọc độc hại này và những cái đo lường, đúng không? Thì theo cái viện nghiên cứu robot của Mỹ đề xuất ý, thì là robot công nghiệp chính là tay máy đấy. Là cái tay của con người nó được mô phỏng cho máy hoạt động theo chương trình và có thể lập trình lại để hoàn thành và nâng cao hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau cho công nghiệp như vận chuyển nguyên vật liệu, chi tiết dụng cụ hoặc các thiết bị chuyên dụng khác. Các bạn đã nhìn thấy là ví dụ vào những cái nhà máy và công nghiệp thì thông thường ví dụ sản xuất xe ô tô chẳng hạn, nó hàng nghìn cái tay máy robot công nghiệp đấy, để hàn này, để sơn rồi vân vân, tất cả các thứ thì mình cho vào thì đầu ra nó sẽ là một cái ô tô chẳng hạn. Và cái robot công nghiệp này, cái tay máy này này, cái tay máy này được đặt cố định hoặc di động, bao gồm các thiết bị thừa hành, trạng tay máy này, có một số bậc tự do hoạt động và thiết bị điều khiển theo chương trình có thể tái lập trình hoặc hoàn thành các chức năng vận động. Thì các bạn thấy này, cái tay máy robot này này thì nó có số bậc tự do, thì các bạn cứ hiểu nôm na nó là này, cái tay máy mà nó càng nhiều bậc tự do ấy, thì cái độ linh hoạt của nó càng cao. Có nghĩa là ví dụ như là cái robot, cái tay máy đấy mà nó có càng nhiều khớp ấy, càng nhiều cái khớp thì là cái độ linh hoạt của nó càng cao và cái số bậc tự do nó sẽ càng cao lên. Thì một cái robot công nghiệp thì bao gồm những phần như sau này. Thứ nhất ấy, là phần về giao diện, thứ nhất là phần công tác này, đúng không? Thì nó sẽ có phần công tác đấy, nó sẽ tác động đến môi trường này và nó sẽ có giám sát đến hệ thống, tức là cái phần này, cái phần mà phần công tác này, xong rồi đối tượng này, lực moment này, xong rồi sensor giám sát và đưa về hệ thống điều khiển ấy, đúng không? Thì là cái này ấy, nó chính là gì? Nó là cái mạch vòng phản hồi, đúng không? Mạch kín. Thì trong cái hệ thống điều khiển này thì nó sẽ điều khiển cơ cấu chấp hành, xong đến truyền động cơ khí và đến phần công tác. Thế còn cái phần sensor giám sát trạng thái này này là nó làm sao nhỉ? Để nó giám sát cái trạng thái của cái robot đấy, đúng không? Cái phần công tác của cái robot ấy thì các bạn hình dung cái tay máy ấy, thì cái phần công tác là gì? Là cái bàn tay. Cái bàn tay nó sẽ cầm, nó gắp vật, nhấc từng vật, nó nhấc vật từ cái chỗ này sang chỗ kia, đúng không? Nhưng cái tay máy đấy ngoài cái bàn tay ra thì nó còn rất nhiều khớp. Vì cái sensor giám sát này là nó ví dụ như là cái khớp của khuỷu tay này, khớp của cổ tay này, khớp cả vai chẳng hạn, đúng không? Thì là cái bàn tay thì nó chỉ có 5 ngón này thôi để nó bốc cái vật này lên. Thì là cái phần công tác đấy người ta phải giám sát và có moment, đặt ra có cái sensor giám sát này và đưa về trong điều khiển. Cái này nó chính là mạch phản hồi, mạch vòng kín này. Còn những cái sensor giám sát trạng thái của hệ thống, tức là giám sát những cái khớp khác, đúng không? Những cái cơ cấu chấp hành của những cái khớp khác. Thì tay máy tiếng Anh tên nó là này, đúng không? Manipulator này,
là một cái cơ cấu cơ khí gồm các khâu và các khớp. Thì chúng này có cánh tay này, đúng không? Đầu tiên này, nó có cánh tay này. Sau đó để tạo ra các chuyển động cơ bản này, có cổ tay này, để tạo ra sự khéo léo linh hoạt, có bàn tay này, hand này, hoặc là phần công tác này. Bàn tay chính là cái phần công tác để trực tiếp hoàn thành các thao tác trên các đối tượng. Đấy là cái cấu trúc chung của cái robot công nghiệp, tức là bao giờ nó cũng có này, cánh tay này, cổ tay này, bàn tay này. Bàn tay chính là cái phần công tác này, đúng không? Và cái cấu trúc chung của nó là gồm có này, thứ nhất là có giao diện người máy thì đúng rồi, người và robot thì đúng rồi, có hệ thống điều khiển cơ cấu chấp hành, chuyển động cơ khí này, đến phần công tác này. Và nó phải ví dụ như là điều khiển về vị trí, đúng không? Cái phần công tác nó phải nhấc từ vật này từ cái điểm này đến điểm kia thì nó phải có cái sensor giám sát, đúng không? Sensor phản hồi. Ngoài ra ấy, thì nó còn có cái sensor giám sát trạng thái của các khớp của tay máy nữa. Đây, các gồm các hệ thống cảm biến thì gồm các sensor và các thiết bị truyền đổi tín hiệu khác này. Các robot cần hệ thống sensor trong để nhận biết trạng thái bản thân của các cơ cấu của robot, đúng không? Ví dụ như là cánh tay này, nó có chịu lực được bao nhiêu, cái khớp cánh tay ấy, giữa cánh tay và cái bàn tay, nó là cái cổ tay này, đúng không? Nó chịu lực bao nhiêu, nó đang chuyển động như nào, nó có quá tải không, vân vân. Tất cả những cái đấy thì nó gọi là sensor trong để nhận biết cái trạng thái bản thân của các cơ cấu robot và các sensor ngoài ấy, để nhận biết trạng thái của môi trường, thì thấy là nhiệt độ này, độ ẩm này, vân vân. Và ngoài ra nó còn cảm nhận được cái vị trí của cái phần công tác đấy, nó chuyển từ điểm nào đến điểm nào. Thì ở đây nó có một cái cơ cấu chấp hành này, thì là tạo chuyển động cho các khâu tay máy này, nguồn động lực này của các cơ cấu chấp hành là các động cơ, các loại như điện, thủy lực, khí nén kết hợp với chúng, đúng không? Cái hệ thống điều khiển này, controller này là một cái hiện nay thường là cái hệ thống điều khiển số của máy tính để giám sát và điều khiển hoạt động của robot 4.0 rồi. Thế kết cấu của tay máy này thì là phần cơ sở quyết định khả năng làm việc của robot, và đó là phần cơ khí đảm bảo cho robot khả năng chuyển động trong không gian và khả năng làm việc như nâng hạ này, vật này và lắp ráp này. Và trong kỹ thuật ấy thì nó sẽ có này các cái bộ phận như là vai này, shoulder, cánh tay này, cổ tay, bàn tay và các cái khớp này. Các khớp giữa này, vai này, cánh tay cổ tay, vân vân. Thì trong cái thiết kế thì nó có các cái thông số ảnh hưởng, cái này nó chỉ liên quan đến phần cơ khí thôi, đúng không? Tay máy này là do cái phần cơ khí người ta sẽ thiết kế ra. Thì tại sao người ta lại thiết kế ra được? Bởi vì người ta phải dựa vào cái khả năng mà ví dụ như là cái này nó nâng lên, vật lên là cân nặng nó là bao nhiêu, chuyển động như thế nào, người ta cứ thì là cái sức nâng này, độ cứng vững và lực kẹp của tay máy, tức là người ta dựa vào ví dụ sức nâng này, độ cứng vững và lực kẹp tay máy này, và thứ hai là dựa vào tầm và vùng làm việc, tức là ví dụ cái tay máy đấy nó chọn làm việc ở trong cái vùng nào và cái tầm với của nó là bao nhiêu, đúng không? Ví dụ cái tầm với của cái tay máy này nó phải dài rộng như thế nào đấy, nó tùy thuộc vào đấy mà người ta sẽ đưa ra được cái kích thước, đúng không, của cái tay máy. Và thứ ba là sự khéo léo, tức là gì, nếu như tay máy mà nó chỉ có nâng từ vật này từ điểm này đến điểm kia mà theo một đường thẳng chẳng hạn thì nó không cần phải khéo léo lắm, nhưng nếu như nó làm ở trong một cái môi trường cả dãy cái tay máy, đúng không, những tay máy mà nằm sát nhau ấy thì cái sự chuyển động của nó phải thực sự là khéo léo, và tất nhiên là thực hiện những cái phần công tác nó thực hiện những cái chuyển động mà phức tạp thì nó phải cần khéo léo. Ví dụ như hai cái tay máy mà đặt sát nhau ấy, đúng không? Nếu như cái vùng làm việc ấy, cái vùng làm việc mà nó chờm đến nhau ấy, đúng không? Thì nếu như chuyển động không khéo ấy, thì ví dụ cái khuỷu tay này của cái robot ấy, nó sẽ rất là dễ chạm vào nhau,
Yeah. Mà các bạn biết rồi, cả một cái dây chuyền thì nó có bao nhiêu cái tay máy như vậy, thì người ta phải rất là khéo léo thì người ta lựa chọn làm sao cho cái tay máy nó tức được những cái vùng làm việc ấy, nó có thể nó chờm bên nhau nhưng mà cái tay máy nó không bao giờ nó chạm vào nhau. Thì đấy là cái kết cấu tay máy, thì người ta dựa vào thứ nhất là thiết kế này, thì người ta quan tâm thứ nhất là sức nâng đúng không, và lực kẹp, độ cứng vững và lực kẹp. Thứ hai là vùng làm việc và tầm với đúng không. Thì cái sức nâng và độ cứng vững này thì nó liên quan đến là ví dụ như là cái chất liệu làm của cái tay máy nó phải làm bằng cái gì, độ to, độ nặng có bao nhiêu chịu lực được bao nhiêu đúng không. Cái tầm với là gì, người ta sẽ thiết kế ra được cái kích thước của tay máy. Thế còn cái sự khéo léo thì người ta phải làm sao, người ta phải thiết kế làm sao cho nó cái khớp nó rất là, tức là chiều dài của tay này, nó phải và chiều dài của tay, của cổ tay này, của cánh tay này và của bàn tay. Và thứ hai là các khớp ấy, nó phải rất là linh hoạt nếu như là ta cần sự khéo léo đúng không. Thì ở đây là cái kết cấu của tay máy này, thứ nhất nó gồm có vai này, cánh tay này, cổ tay này và bàn tay. Ví dụ ở đây là nó có thể có 1, 2, 3, 4 cái khớp. Thì các cái tay máy này có đặc điểm chung về kết cấu là gồm các cái khâu được nối với nhau bằng các khớp để hình thành một chuỗi động hở từ thân đến phần công tác. Đây, từ cái vai này cho đến cái phần công tác hand này, các bạn thấy là cái tay máy nó là một cái được cái kết cấu nó rất là hở đúng không. Và các cái khớp ở đây được dùng phổ biến là khớp trượt, khớp quay, tùy theo số lượng cách bố trí các khớp mà có thể tạo ra tay máy theo kiểu tọa độ đề cát, tọa độ trụ, tọa độ cầu hay kiểu tay người. Tôi lấy ví dụ như là các cái khớp này thì nó tùy đúng không, tùy vào cái ví dụ cái shoulder này, cái vai này, tùy vào cái độ cái trục tọa độ của cái khớp vai này, khớp tay này, khớp cổ tay này, người ta sẽ tạo ra được cái hệ tọa độ đề cát này, hệ tọa độ trụ này, tọa độ cầu này. Ngoài ra nó còn cái kiểu tay người nữa đúng không. Ví dụ như là tay máy có kiểu tệ tàu đề cát là còn gọi là kiểu chữ nhật ý, là dùng 3 khớp trượt, tức là nó chỉ là 3 khớp tĩnh tiến thôi, cho phép cái phần công tác thực hiện được một cách độc lập của chuyển động thẳng song song với 30 tọa độ. Bạn thấy là cái khớp mà ví dụ như khớp cổ tay, khớp tay, khớp vai nó chuyển động kiểu tĩnh tiến thì lập tức cái vùng đấy nó sẽ tạo ra là cái hệ tọa độ đề cát, tức là cái vùng hình chữ nhật đúng không, khối lập phương. Và vùng làm việc của tay máy có dạng hình hộp chữ nhật. Và sự đơn giản với kết cấu của tay máy kiểu này có độ cứng vững cao, độ chính xác đảm bảo đồng đều trong toàn bộ vùng làm việc nhưng ít khéo léo. Thì cái độ khéo léo thì nó ít bởi vì là nó chỉ có chuyển động tĩnh tiến là của ba cái khớp thì nó chỉ chuyển động tĩnh tiến kéo ra kéo vào. Nhưng mà cái độ cứng vững và độ chính xác thì rất là cao. Thế còn tay máy hay kiểu hệ tọa độ trụ thì các bạn hình dung là cái khớp vai nó sẽ là hình, nó sẽ quay theo cái hình tròn đúng không. Thì khác với tay máy của đề cát ấy, thì khớp quay nó có một cái khớp quay và nhiều khớp trượt. Thế thì cái vùng làm việc của nó thì lập tức là cái ví dụ cái khớp vai shoulder này nó là khớp quay chẳng hạn, và cái những cái khớp còn lại thì là khớp trượt, thì các bạn thấy ngay là nó sẽ làm việc ở trong cái vùng làm việc của nó sẽ là một hệ tọa độ trụ. Mà cái khớp trượt ấy, thì nó sẽ trượt ra thẳng thẳng mà dài nhất, còn cái khớp quay nó sẽ quay và nó tạo ra một cái kiểu tọa độ, tức là cái vùng làm việc theo cái kiểu tọa độ trụ đúng không. Và ở cái trường hợp này thì độ cứng vững cơ học của tay máy trụ tốt thích hợp với tải nặng, nhưng độ chính xác của định vị góc của mặt thẳng nằm ngang theo không gian nằm ngang giảm khi tầm với tăng. Tức là ví dụ các bạn hình dung là cái trụ cái vai nó như là cái người ấy, đúng không, và các cái làm việc cái tay của người này nó chỉ quay xung quanh cái người đấy ở một cái tầm với nhất định thôi. Các bạn giơ cái tay này ra quay xung quanh người thì nó sẽ tạo ra một hệ thống, hệ tọa độ trụ đúng không. Nhưng mà cái độ chính xác ấy, khi mà mình nâng cái vật lên và
tầm với của mình nó càng xa ra thì cái độ chính xác nó càng giảm, đúng không? Cái quan hệ tọa độ cầu là gì? Là nó có hai khớp gần nhau ấy, mà nó đều là quay cả, thì lập tức là toàn bộ cái vùng làm việc của nó sẽ ở trong hệ tọa độ cầu. Thì ở đây thì cái độ cứng vững của cái này thì nó thấp hơn hai loại kia, nhưng độ chính xác thì nó phụ thuộc vào định vị và tầm với. Và cái tay máy SCARA này là một kiểu tay máy cấu trúc, thì nó các bạn hình dung này, nó là cái tay máy nó hình thẳng này và nó có hai cái khớp quay nó đều quay theo cái đường tròn mà nó nằm cùng trên mặt thẳng đó, thì nó gọi là cái robot SCARA. Mình sẽ chỉ cho các bạn cho xem cái phần YouTube thì các bạn sẽ biết ngay, đúng không? Xem cái video của nó thì các bạn sẽ biết. Và cái tay máy cái phóng sinh là có ba khớp thì đều là khớp quay, trong đó trục thứ nhất vuông góc với trục kia, nó sự tương tự với tay người. Khớp thứ hai được gọi là khớp vai, đúng không? Thì các bạn thấy cái tay máy phóng sinh này thì nó mô tả đặc thù luôn là của tay người, giống hết cái tay người, và cả ba khớp là đều quay được, đúng không? Quay và quay theo bất kỳ một cái trục nào nó đều quay được. Thì cái này thì độ linh hoạt thì tất nhiên là nó rất là khéo léo, giống tay người thì nó cực kỳ khéo léo, đúng không? Nhưng mà để thiết kế ra được thì nó rất là phức tạp, bởi vì cái số bậc tự do nó rất là cao. Thì các bạn thấy trong cái tay máy ấy, thì người ta thông thường thì người ta chỉ nói là chỉ cần ba khớp thôi là người ta có thể mô phỏng toàn bộ các cái chuyển động từ nhấc vật từ cái điểm này đến điểm kia theo bất kỳ một vĩ đạo nào, chỉ cần có ba khớp, tức là nó chỉ cần ba bậc tự do là cái tay máy nó có thể thực hiện được mọi cái động tác thôi, đúng không? Nhưng tuy nhiên là nếu tùy theo cái độ khéo léo ấy, người ta có thể thêm 4, 5, 6 khớp tùy theo cái lượng thiết kế, đúng không, và tùy theo yêu cầu. Đây này, ở đây thì các bạn đọc một cái phần này, muốn định hướng tùy ý của phần công tác của cổ tay phải có ít nhất 3 bậc tự do, tức là 3 khớp gặp nhau tại một điểm gọi là khớp cầu. Và muốn mô tả bất kỳ thì bao giờ tạo có 3 cái khớp này, và thường là 3 khớp thì là 3 khớp quay, và nó tạo ra một cái tay máy phóng sinh, tức là muốn nhấc bất kỳ nó giống như cái tay người, các bạn cầm này, các bạn muốn chuyển động cái tay thì cái bàn tay của mình nó ở chỗ nào đều được cả. Phần công tác là bộ phận trực tiếp tác động đến đối tượng tùy theo yêu cầu làm việc của robot, mà phần công tác có thể là tay gắp công cụ, ví dụ như là súng phun sơn, mỏ hàn, dao cắt và chìa vạn ốc, vân vân. Thì ở đây ta có cái phần phân loại của robot. Thì phân loại của robot ấy thì nó có phân loại theo kết cấu, đúng không? Là lấy hình thức chuyển động nguyên thủy làm chuẩn, chuyển động thẳng theo các hướng x, y, z trong không gian 3 chiều này. Thông thường tạo nên cái khối hình có góc cạnh thì gọi là prima stick. Còn chuyển động quay thì người ta ký hiệu bằng chữ R, tức là rotate, đúng không? Thì thông thường ấy thì có với 3 bậc tự do ấy thì là nó đã mô phỏng được toàn bộ cái chuyển động của tay của cái bàn tay rồi. Thì nó sẽ chia ra là mấy trường hợp sau. Thứ nhất ấy là trường hợp công tác hình chữ nhật, tức là gì, cả ba cái trục ấy, cả ba cái khớp ấy đều là chuyển động tĩnh tiến này, đều là prima stick này. Xong rồi trường hợp cố trụ thì là cái phần đầu tiên cái khớp vai ấy, thì nó phải là cái phần quay ra, đều phải là cái phần quay đã, đúng không? Sau đó rồi đến các hai khớp còn lại thì nó đều là tĩnh tiến. Thế còn khối cầu ấy, thì là hai khớp đầu nó đều là gì, đều là cái quay, và cái khớp thứ ba ấy, thì nó là tĩnh tiến, đúng không? Còn đến cái trường hợp cuối cùng phóng sinh ấy, thì cả ba cái khớp ấy, nó đều là quay cả. Đây là bảng thống kê số bậc tự do.
do 4 chiếm. Thông thường thì người ta chỉ làm 3 bậc thôi, đúng không? Còn trên, nếu mà trên 4 này thì nó rất ít, hiếm lắm, rất là ít thôi. Mà cái trên 4 bậc này thì thông thường, thứ nhất là thiết kế rất cực kỳ phức tạp. Thứ hai thì lập trình để mà mô phỏng được cái động lực học của nó là vô cùng phức tạp. Thế còn phân loại theo phương pháp điều khiển thì có hai kiểu phân loại. Thứ nhất là để điều khiển thở, tức là động cơ, mà ví dụ động cơ điện hoặc động cơ thủy lực khi nén, quãng đường đi và góc di chuyển, tỷ lệ với số xung mà kiểu này thì nó không thở thì nó không có phản hồi. Còn điều khiển kín ấy, thì thông thường là điều khiển bằng động cơ servo, đúng không, và sử dụng tín hiệu phản hồi để tăng cái độ chính xác điều khiển. Thì cái điều khiển phản hồi này thì nó có điều khiển điểm và điều khiển theo đường. Này, cái phần điểm đường này thì các bạn đã được học ở trong cái phần máy CNC rồi, đúng không? Điểm là gì? Nó không quan tâm đến quỹ đạo, nó chỉ quan tâm đến điểm đầu, điểm cuối thôi. Thế còn điều khiển theo contour có nghĩa là điều khiển theo cái đường, mình phải cắt theo cái đường nào đấy thì nó phải điều khiển theo contour, đúng không? Phân loại theo ứng dụng thì nó sẽ có robot dùng trong khoa học, trong nghiên cứu khoa học, robot dùng trong kỹ thuật vũ trụ, robot dùng trong quân sự. Phân loại theo hệ thống năng lượng thì nó có hệ thống, có phân loại theo hệ thống truyền động, hoặc phân loại theo độ chính xác. Có rất nhiều cái cách phân loại khác nhau, đúng không? Thì các bạn nghỉ một tí nhé. Bây giờ xem lại cái phần 1 thì
Alo, alo, các bạn còn đấy không? Alo, alo. Vâng. Thôi hôm nay nghỉ đi, hôm nay nghỉ các bạn nghỉ sớm nhé. Hôm nay các bạn về các bạn xem lại cho mình cái phần động học ấy. Phần tiếp theo này này, động học cái máy này này. Nha. Vâng. Xem trước đi một tí, mình dạy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Biết trên lớp thì mình sẽ vẽ viết ra được. Đây cứ dạy nói không này sợ nó khó hình dung lắm, chứ bọn em cứ về bọn em xem trước đi nhé. Alo. Phải xem trước cái phần động học này từ cái trang 19 này để mình xem là trang bao nhiêu. Này có liên quan đến phần key của các bạn cho nên là em chào thầy ạ. Đến phần trang 42 nhé. Nghỉ đi.